Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Hello, xin chào. Are you ok? Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây các bạn ơi. Thì hôm nay nè các bạn, mình đã quay trở lại để làm tiếp tục tập 2 của một cái series mà mình đã để rất là lâu rồi mà mình chưa ra tập 2. Chắc là các bạn thấy mình đang chơi Minecraft thì chắc các bạn cũng biết rằng là mình đang làm cái series gì rồi đúng không? Đúng rồi đó, đó chính là series Bạn gái tôi là phù thủy mọi người ạ. Đó, thì cái series này các bạn, mình chỉ mới ra tập 1 thôi mà chưa có tập 2. Có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi, anh hãy ra tập 2 đi anh. Cho nên hôm nay mình quyết định mình đã quay trở lại để làm tập 2 cho anh em xem rồi đây. Ok, và anh em thấy đằng sau lưng mình có ai không? Đó, đằng sau lưng của mình đang có một người, hai người, ồ ba người, bốn người, ồ cái gì vậy, cái gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Cái gì vậy Sammy? Ủa ông biết là tôi là phù thủy mà, bây giờ ông đoán xem ai là người thật. Đó, người trời. Không biết hả? Bây giờ nhiều người vậy, ai cũng giống nhau hết, sao tôi biết người nào là người thật, người nào là người giả được. Trời trời mấy bạn ơi, Sammy là phù thủy cho nên là Sammy hay chọc mình mấy bạn à. Trời trời bực ghê luôn trời. Đó, mày thấy không? Mày thấy phép thuật của Sammy ghê không? Đó, Sammy có rất nhiều phép thuật luôn bạn ơi. Bởi vậy cho nên là bạn nào mà muốn mình tiếp tục làm cái series Bạn gái tôi là phù thủy thì bạn hãy nhớ hãy để cho video này nè, cái video mấy bạn đang xem nè được 10.000 like thì qua ngày hôm sau mình sẽ ra tập 2 cho anh em xem nha. Anh em hãy gọi là like ủng hộ cho mình được 10.000 like cho anh em là sẽ có tập 2 cho anh em xem nha. Nhớ like nha anh em. Ok. Rồi, còn bây giờ thì anh em ơi, nhớ like nha. Thôi bà chặn Sammy, bà không chịu quay video cho tôi đâu. Sammy gọi là được 10.000 like sao mới chịu quay các bạn ạ. À. Ông hỏi tôi bà chặn hả? À, bà chặn. À, rồi xong luôn, chết queo luôn. Trời ơi là trời, người ta giỡn có xíu thôi, người ta chỉ gọi là bà chặn thôi chứ có gọi là gì đâu mà tự nhiên không mà tấn công người ta hả, bạn thấy không? Có phép tôi dễ xong. Thương cute này sao mà bà chặn được tôi là dễ thương cute nó lại coi. À ok, Sammy dễ thương cute. Ok rồi. À. Rồi trời, dễ thương kiểu gì mà dùng phép thuật biến nào đóng mũi tên đâm tôi gọi là muốn lủng người luôn á trời. Hay khó bạn thấy không? Sammy bà chặn gì đâu luôn trời. Đúng là ỷ là có phép thuật xong bắt đầu ăn hiếp mình hoài các bạn ơi. Bực bội dễ sợ bực. Ok. Rồi mấy bạn nhớ hãy like video này, đạt được 10.000 like thì sẽ có tập 2 của series Bạn gái tôi là phù thủy nha bạn. À Sammy bà thử dùng phép thuật cho bạn fan xem coi, còn bà còn dùng được thêm gì nữa không? Này pháp thuật này vui dễ thương lắm không nè. Đó. Đâu? Gì đâu? Trời. Thả tôi ra. Đó. 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 Trời ơi tào lao, tôi không thích cái phép thuật này đâu. Trong tập 1 bà dùng cái phép thuật này, bà gọi là bà biến cho tôi bay lên trời. Ấy da, rồi xong. Trời ơi trời. Ơi cái đồ bà chặn xấu xí. Đúng là đáng ghét. À ông nhận nói tôi bà chặn hả? Hả? Bây giờ tôi sẽ dùng tin, tôi dùng tên không? Tôi bắn không? Hả? Thôi giỡn xíu mà trời trời. Ok bạn ơi, nhớ like video này đạt đến 10.000 like sẽ có tập 2 nha. Nhớ nha. Ok. Đấy, bạn nào mà yêu thích series Bạn gái tôi là phù thủy thì nhớ like nha. Không like là không có tập 2 đâu nha các bạn. Ok, bye bye. Và hẹn gặp lại anh em ở tập 2 của series Bạn gái tôi là phù thủy. Mình chỉ làm cái video này để thông báo cho bạn biết thôi. Nhớ like nha, nhớ like nha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Nè, Sam coi tôi làm phép thuật nè. Coi tôi làm phép thuật nè. Nè, đứng im coi tôi nè. Bùm. Ôi, trời ơi. Tôi cũng biết phép thuật luôn nha. Ok, bye bye mọi người, tạm biệt.